Mời các bạn xem tiếp phần 2 bức tranh Phật Bà Quan Âm Bồ Tát của mình. Các bạn tiếp tục xem, đây chính là đoạn tô đường nét đấy các bạn. Đấy, các bạn cùng xem mình tiếp tục nhé.
Do video quá dài, mình xin dừng video tại đây. Các bạn nhớ đón xem video sau là phần 3. Mình sẽ tô màu nốt Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát nhé các bạn. Đừng quên đón xem vào lúc 10-20 giờ tối ngày mai nhé các bạn. Còn bây giờ, nếu các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bạn nào chờ, hãy ấn nút đăng ký gửi đến những các bạn. Đừng quên nhấn nút cái chuông để nhận được thông báo mới nhất về video của mình. Còn bây giờ, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.